Hello cho bạn nha, không biết mọi người cập nhật phiên bản mới chưa ấy nhở? Và nếu cập nhật rồi thì nhớ đừng quên test tướng mới Erin nha. Vị tướng AD rất đặc biệt với build đồ chẳng giống ai. Một kỹ năng cũng tất nhiên là mới tanh rồi. Đầu tiên, chiêu 1 spam chiêu gây sát thương phép trong cái vòng tròn đấy anh em ơi. Và làm chậm cả tướng địch cơ. Chiêu 1, chiêu cuối gây sát thương phép nha. Chiêu 1 dùng để spam. Và cái chiêu cuối dùng để gây sát thương phép liên tục, đồng thời có năng sốc đam anh em ơi. Mình chỉ chạy thôi và chiêu cuối là chiêu cuối tự tấn công mục tiêu. Rất là đơn giản. Còn nội tại của Erin thì càng đặc biệt. Và đặc biệt như thế thì thành ra chúng ta lên đồ cũng chẳng giống ai. Cái giày là cái giày xuyên giáp phép. Tại sao giày xuyên giáp phép nhở? Đánh thường gây sát thương vật lý mà. Nhưng mà chiêu 1 chiêu cuối gây sát thương phép nha. Đồng thời nội tại cái chỉ số xuyên hay là chỉ số hút máu ấy, nó sẽ share cho nhau. Khi mà trang bị các bạn lên những chỉ số ví dụ như xuyên giáp và hút máu lớn hơn chỉ số xuyên phép và hút máu phép thì nó sẽ cân bằng để hai chỉ số này bằng nhau và lấy cái cao sẽ cân bằng cho cái bé anh em ơi, rất là lời cho các bạn. Thành ra anh em cứ lấy cái chỉ số nào to anh em lên cái đồ đó. Cái giày thì có rất nhiều xuyên giáp phép, thành ra chúng ta có đồng thời là xuyên giáp đấy anh em ơi, cực kỳ hay luôn. Ở cái chân cuối hồi nhanh bật liên tục nha, chân một bắn chửa nhưng chân hai lôi về. Nhưng tại vị tướng này khi mà các bạn đánh thường các bạn sẽ tích được một điểm năng lượng. Đủ 3 điểm năng lượng các bạn sẽ đầy cây năng lượng và các bạn có thể lách một đoạn. Và cường có đánh thường sẽ là xuyên thấu nha anh em nhé. Dùng để farm rất là hiệu quả và đánh trong giao tranh thì nam xuyên thấu anh em biết rồi đấy. Đánh đứa trước mà đứa đau, đứa sau còn đau ha. Cực kỳ lợi những đòn đánh thường xuyên thấu nha. Cái chiêu 1 thì spam chiêu đam cũng không phải bé đâu nếu các bạn chơi theo phong cách đồ phép. Mà mình hôm nay mình chơi theo phong cách đồ phép chủ yếu hơn. Cái đồ chí mạng, đồ công lý thì mình chỉ lên cái thạch kiếm thôi nha em ơi. Tất nhiên là có nhiều kiểu video nhưng mình test cái video trước để các bạn mường tượng về sức mạnh một chiêu một mạng của Erin nhé. Tất nhiên một chiêu một mạng thì gây sát thương lên những vị tướng không có kháng phép thôi, những vị tướng mà không build đồ kháng phép, những vị tướng máu mỏng thôi nhé. Còn tanker thì đố tướng nào một chiêu một mạng được anh em ơi. Ok, video thì mình không để và mình sẽ phân tích kỹ từng trang bị một. Đầu tiên sau khi giày xuyên giáp phép thì mình sẽ lên thập tự kiếm giúp Erin cơ động hơn bởi tốc chạy nhiều hơn, tốc đánh cũng khá nhiều. Cái bảng ngọc của mình ý, thì mình để phần mô tả video clip để các bạn xem kỹ hơn nhé. Bảng ngọc đỏ ý, thì mình sẽ dùng công phép và xuyên giáp phép tầm 9 viên, một viên thì để 9 mạng tới Hensu đánh thường thôi. Ngọc tím thì mình chơi ngọc tốc đánh tốc chạy 10 viên, ngọc lục thì mình dùng tốc đánh xuyên giáp phép nhé. Cái ngọc lục ý, chỉ số xuyên giáp và xuyên phép nó ngang nhau. Nhưng mà mình lấy tốc đánh ở ngọc lục nha các bạn ơi. Chiêu cuối hồi rất nhanh, đam cực kỳ to. Ok, để kích hoạt được chiêu cuối thì các bạn hiểu nội tại của nó anh em ơi. Khi mà các bạn đánh thường mà full cái thanh năng lượng, nghĩa là anh em đánh thường 3 phát thì các bạn sẽ được cộng điểm nguyệt quế nhá. Các bạn phóng chiêu 1 chúng tôi định cũng được cộng 1 điểm nguyệt quế nhá. Bật chiêu 2 anh em được 2 điểm nguyệt quế anh em nhá. Khi tích đủ 6 điểm nguyệt quế là các bạn mở phong ấn được chiêu cuối. 6 điểm mới mở được nha anh em nha. Và điểm nguyệt quế của các bạn có thể tích đến 18 điểm theo cấp. Đó, hiện tại mình mới level 7 thì mình tích được tối đa 12 điểm. Tăng lên thì nó sẽ tăng thành 18 điểm nha anh em nha. Và bắn 18 tia gây sát thương phép liên tục thì thứ gì chịu được. Lại còn có khả năng chí mạng từ những tia gây này, thành ra thánh kiếm sẽ giúp mình có cái sự thêm sôi khi mà chiêu cuối gây sát thương anh em ơi. Đó, đầu game mình đem vẫn chưa một chiêu một hạng được. Nhưng mà máu tụt nhanh như thế thì anh em biết rồi đấy. Chiêu cuối hồi rất nhanh nha. Khi mà các bạn bật chiêu cuối mà tướng địch không có xung quanh không gây sát thương được thì nó sẽ không bị mất cái điểm động tại đâu, không mất điểm nguyệt quế đâu. Nên các bạn trong giao tranh bật chiêu cuối sớm tí là tướng địch nó cái mặt ra là dính chiêu liền, rất là mạnh luôn. Spam chiêu cuối tẹt bô anh em, đừng tiếc chiêu. Hồi chiêu cực kỳ nhanh, nội tại điểm nguyệt quế cũng tích rất là đơn giản thôi. Đánh thường 3 phát
bật chiêu 2 và chờ bật chiêu 2 liên tục nha anh em nhé, đừng tiếp chiêu 2. Ngoài ra khi anh em dùng chiêu cuối tấn công mục tiêu ấy thì cái chiêu 2 cũng hồi nhanh hơn. Đấy, mình lại tích được nhiều điểm nguyệt kế hơn. Tội gì mà tích chiêu, sớm bam chiêu cấu gì ở lấy lợi thế anh em nhé. Rồi, nói chung là vị tướng này không quá khó chơi đâu, mình thấy cũng thả diều rất là tốt. Bởi cơ động mà, cứ định muốn áp sát là hơi khó nha. Anh em chủ động là bật chiêu 2 lên để né chiêu tướng địch. Đấy, đồng thời tăng tốc đánh của mình nha các bạn ơi. Đây là cái chiêu vũ khá hiệu quả của Erin. Con này thì cái phù hiệu các bạn có thể chơi theo phong cách là tinh linh, anh em có thể chơi trong phong cách là ma chú, anh em thậm chí là thần quang thì mình nghĩ là cũng không có tốt lắm đâu. Hoặc thậm chí là trong clip này mình đang test cái phù hiệu đó là thắng thuẫn cho Erin, để khi đối mặt với những vị tướng sốc đam như kiểu Ryu, như kiểu Quyền Vương ấy thì mình sẽ không bị sốc đam lên bản đánh số nhanh. Máu thì mỏng anh em ơi, thả diều cũng tốt, nhưng mà kiểu nếu mà bị áp sát bởi những vị tướng sốc đam thì cực kỳ nguy hiểm, không có chiêu nhảy đấy. Anh ra lên thắng thuẫn thì chúng ta sẽ an toàn hơn anh em nhé. Đấy, cho vào hơn nên cũng khá là hay đấy anh em ơi, có thể test được. Bán trưởng lục cái đầu, cái build đầu của mình ý tất nhiên là xuyên giáp phép là nhiều rồi, nhưng mà đồ công phép cũng nhiều luôn để spam cho một đam to. Tất nhiên chiêu cuối thì đam nó cũng chỉ tương đương và thậm chí là cũng chỉ bằng thôi, không hơn nhiều so với phong cách đồ vật lý, đồ chí mạng. Nhưng mà anh em ơi, nó không kiểu hên xui và đam chiêu 1 của mình sẽ rất là mạnh. Tí nữa đam chiêu 1 nó hơn ca là bình thường nha em nhé. Sau đó là gây sát thương phép trong cái vòng của cái chiêu 1 nữa. Đấy, nên là cái đam chiêu 1 cấu rỉa nhưng mà không hề cấu rỉa đâu. Rất là ngon luôn nha anh em nha. Cái đồ hút máu ấy, hút máu thì mình sử dụng đồ hút máu phép nha các bạn ơi, bởi đồ hút máu phép sẽ lợi hơn. Nói chung cái đồ cấp 2 đã có 20% hút máu rồi thì được xe sang hút máu phép rồi được xe sang hút máu luôn. Nên đòn đánh thường hút máu này, chiêu cũng hút máu. Anh em ơi, rất là hồi phục rất là tốt. Nên các bạn cũng nên sớm cái đồ hút máu phép cấp 2 nha. Không cần hoàn thành luôn cũng được. Rồi anh em nên xuyên giáp phép là cái chuyện vẫn mang đấy, thì bạn là tanker nhiều. Còn không thì mình chơi thẳng cái vùng mệnh hay kết luôn anh em ơi. Đấy, hút máu phép kìa, hút máu kìa. Đấy, đầy máu luôn. Và thánh thuẫn thế này sắp đam trên mình là hơi bị khó luôn anh em ơi. Và đánh kiểu đánh chiêu thế này, đợi chiêu, spam chiêu, bật chiêu 2 bắn trưởng từ xa. Bật chiêu 2 xong được đánh xuyên thấu mà anh em. Bật chiêu cuối để sốc đam tí theo. Cực kỳ hay và mạnh sớm nha anh em nhé. AD mạnh sớm này đánh Slavo mà hợp beta cực kỳ luôn. Chắc chắn đây là sẽ là một vị tướng được nhiều anh em sử dụng để test. Và nếu mà cảm thấy chất tướng hay thì nhớ là leo rank ngay. Nhưng mà phải test trước nha anh em ơi. Không test trước thì phải xem trước các youtuber người ta test tướng, ví dụ Mua Việt chẳng hạn, để hiểu rõ về chất tướng nha. Mình thấy hơi một cái hơi bị lãng phí ở cái nội tại phía dưới anh em. Cái nội tại cái thanh màu trắng ở phía dưới mình thấy không có tác dụng mấy. Bởi thanh màu trắng nha, anh em cứ tích được 4 điểm nguyệt quế thì nó sẽ tăng 1 điểm màu trắng ở phía dưới, tối đa là mất 6 điểm. Cái này thì cũng phải là 24 anh em nhở, nhưng mà tối đa chỉ mất 6 điểm thôi. Là hình như là chúng ta không tối đa được. Nên là mình cũng không hiểu cái hiện tại màu trắng này có tác dụng gì mấy, bởi vì cái điểm nguyệt quế mình đã có ở cái icon của cái chiêu cuối rồi. Đấy, nên là mình thấy là hơi bị lãng phí nhá. Rồi thôi, bật chiêu cuối cái khó mạng luôn. Đó là bật chiêu cuối nha, mình bật chiêu 2 kết hợp đánh thường, mình chạy vòng vòng né những dam của John. Ê, hay là những vị tướng mà kiểu đam tay là né được, phải đam chiêu mình né được nha anh em ơi, rất là hay luôn. John mà thấy gặp Erin chạy vòng vòng thì thấy kiểu gì, anh em thấy đánh trường không? Mình bật chiêu cuối liên tục,
và có điểm nguyệt quế, được điểm nguyệt quế hồi rất là nhanh luôn anh em nhé. Bật chiêu 2 lại có điểm nguyệt quế anh em ơi, bật chiêu 2 liên tục nha, đừng có tiếc chiêu để tích nguyệt quế nhanh hơn, và chiêu 2 tích 2 điểm nguyệt quế anh em ơi. Rồi 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 xong, ui không bắn tới các bạn ấy chạy khỏi tầm chiêu của mình, nhưng mà bạn không chạy đâu nha, em sẽ cơ động thôi chứ theo làm sao mà cơ động được. Mùa mới rồi, tất nhiên là chúng ta leo đánh lại từ đầu, các bạn cao thủ chuyển thành tinh anh, tất cả xuống tinh anh hết nha. Và đầu mùa mà anh em cứ chơi những tướng mà đầu game mạnh này sẽ đánh cực kỳ easy nha anh em nha. Trận này thì hoàn toàn gọi là ép team mạng không thở được rồi, spam chiêu cuối, spam chiêu 1 rất là hiệu quả luôn đấy. Ôi chúc tôi chắc mình đi rồi anh em ơi, không còn gì để chạy nữa đấy, xài tốc biến thì né kiền vương bây giờ thì dính cái chiêu 2 của bạn đấy là lố cái đầu. Ở cái đồ cuối cùng thì mình sẽ sử dụng cầu băng nhé. Thực ra nếu mà anh em mà không sánh ý, thì các bạn thấy thì bạn tanker nhiều thì các bạn cũng đừng lên vương mệnh hay kết, anh em đổi cái vương mệnh hay kết sang cái trang bị trợ hỗn mang nhé. Tí thì bán cái cầu băng đổi giáp hộ mệnh rồi đổi liềm nha các bạn ơi, thế là cái đủ tiền đổi đồ, không đủ đồ thì chúng ta chờ thôi sinh thôi. Ok, Kiến Vương ăn được mạng của mình, bạn đấy giàu to luôn. Và anh em cũng nhớ like clip ủng hộ MOBA hoặc comment ký tự bất kỳ ủng hộ mình nha các bạn ơi. Đồng thời anh em chơi click chơi game cũng nhớ lên shop ủng hộ MOBA Việt nhá. Shop mình vẫn là shop cũ nha các bạn ơi, vẫn là shop MOBA Việt. Shop MOBA Việt VM nha anh em ơi. Các bạn có thể lên Google tìm kiếm rõ shop MOBA Việt VM, hoặc là anh em có thể vô những clip cũ của mình để vô link shop trong phần mô tả clip cũ nha các bạn ơi. Các clip cũ của mùa F3 2023 ấy, có đủ nha, nhưng có đủ link nha các bạn ơi. Bây giờ mình không để link được thôi chứ clip cũ mình vẫn để được. Và shop của mình đang có nhiều chương trình khuyến mãi nha anh em nha. Và Tết rồi có nhiều chương trình khuyến mãi để cho các bạn clip chơi game dịp Tết nha các bạn ơi. Bán trưởng. AD mà bán trưởng phạm vi đam cũng to đấy, tầm đánh thì cũng không hề ngắn đâu, thậm chí rất xa khi mình kích vào đòn đánh thường cường hóa anh em ơi. Mà có muốn đòn đánh thường cường hóa thì bật chương 2 lên đánh thường cái. Mình rất là thích phong cách chơi cái thập tự kiếm nhé, chúc mình cơ động hơn rất là nhiều luôn. Tất nhiên thì phong cách thánh kiếm song đầu bạo tác cũng là nhiều chí mạng thì mình test sau anh em nhé. Thì hiện tại mình test một đồ chí mạng thôi, thỉnh thoảng chí mạng chí thôi, em xui đỏ đen thôi anh em ơi. Ok đấy, có cờ băng rồi bạn ơi, bắn này rất là thốn luôn rồi, bật chiêu cuối lên. Ui đang chiêu cuối đâu gây liên tục, thực sự đam rất là nhiều luôn nha các bạn ơi. Ok, có lẽ thì video của mình cũng đến đây là hết rồi. Tiếp tướng mới vậy, các bạn cũng nhớ vô test tướng mới giống MOBA nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại clip tiếp theo, bye bye.